Ok, và chúng ta sau một cái buổi livestream 2.5 khá là bùng nổ thì chúng ta sẽ cùng recap lại những thông tin liên quan tới banner nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với là banner phase 1 với một nhân vật mới, đó chính là phase sau và không phải banner đôi, không phải banner 3 mà chúng ta có banner 4 với ba nhân vật rerun cùng một lúc: Kafka, Black Swan và Robin. Ê, này tứ xả kho hay gì hả? Chúng ta sẽ có ba nhân vật sẽ hỗ trợ cho gần như là team DOT chơi được hết, đó là Kafka, Black Swan và Robin. Mà sẽ không nói với nhân vật phase sau bởi vì nhân vật này mới, cho nên là những bạn nào đang muốn cần nhân vật mới thì phase sau nhá. Và ba mình sẽ nói về ba nhân vật này trước: Kafka, Black Swan và Robin. Đầu tiên là Kafka và Black Swan luôn, đi một cặp luôn. Thì đây là hai nhân vật được coi là coi trong đội hình DOT, cho nên là nếu mà các bạn nào đang thiếu bất kỳ một nhân vật nào á thì mà các bạn cần chơi đội hình DOT thì các bạn nên lấy người còn lại. Còn nếu các bạn khác đang thiếu cả hai thì đây sẽ là một banner rất thì việc mà lấy cả hai hơi khoai nhá, hơi khoai ở đoạn này. Về cá nhân mình thì mình bản thân mình thật ra mình không chơi DOT, mình không main DOT, cho nên là những nhận định của mình như thế này thì mình sẽ không nhận định quá nhiều về DOT, nhưng mà hiện tại thì DOT là một đội hình chơi rất là ổn, được một một cái lối đi khá là gọi là độc đáo. Tức là mình sẽ không quan trọng tỷ lệ sát thương này nọ mà chúng mình trọng tấn công và những hiệu ứng DOT thôi. Thì và chúng ta vẫn có nhân vật đi kèm đó là Luka này. Luka thật ra là một nhân vật gọi là DOT cũng không đúng, nhưng mà hỗ trợ DOT được tốt ha. Cho nên là nếu mà các bạn như mình nói hồi nãy, là các bạn nào mà đi đội hình DOT mà các bạn thiếu các nhân vật thì đây sẽ là những lựa chọn rất là tốt. Còn về mặt tinh hồn, thật ra thì mình nghĩ là các bạn nên tinh hồn của ai cũng được, bởi vì lượng tinh hồn, sức mạnh mà các bạn nhận được thông qua tinh hồn cũng khá là tốt. Tuy nhiên, tính chất của game Honkai Star Rail là game nó hơi meta một xíu, có làm game nó hơi ép buộc các bạn một xíu, cho nên là chúng ta ưu tiên là nhân vật mới nhiều hơn là nhân vật cũ tinh hồn cao. Tiếp theo sẽ là nhân vật Robin. Vâng, Robin thì may mắn thay tôi lại có Robin các bạn ạ. À, vâng, đâu rồi nhỉ? Đây, đâu rồi? Where is my Robin? Đây, Robin của tôi đây, Robin trấn nha mọi người. Thì đối với mình, Robin là một nhân vật mình nói ở thời điểm ban đầu là nó hơi không có quá nhiều điểm nổi bật, nhưng mà nhận ra một điều điểm nổi bật của cô ấy là việc đẩy cho toàn team, đẩy ưu tiên hành động cho toàn team 100%, và lượng buff của cô ấy là khá nhiều, khá là tốt. Cho nên là bản thân Robin đi với đội hình DOT rất tốt, đi với những đội hình hai carry trở lên rất tốt. Cho nên là nếu như các bạn đang có ý định roll Robin cho đội hình DOT thì đây là một lựa chọn khá là ngon. Ngoài ra thì bởi vì là một nhân vật hòa hợp, cho nên thậm chí là cô ấy có thể cầm được những cái trường hợp khác cũng không không quá tệ. Đây là một nhân vật hòa hợp khá là ổn cho được các tức hầu như tất cả các đội hình. Mình đang chơi đội hình Robin chung với lại Acheron để mình nâng hết lên thì Acheron khá là ngon. Hay về 4 sao trong cái banner này thì chúng ta sẽ có Mose là sao bắn lôi, Asta và Luka. Mose thì mình đợi khi nào ra đi ha. Còn Asta với Luka thì thật ra nhé, đối với Asta là một hòa hợp bốc tốc, thì trong cái pool hòa hợp mà mình đang có bây giờ thì Asta đang bị thọt khá nhiều về mặt sức mạnh, kể cả khi các bạn có E6. Cho nên đây sẽ là một lựa chọn mà mua 10 tặng 1 thôi. Thậm chí là khi mà chúng Asta là một nhân vật thời điểm ban đầu và chúng ta đã có thể có E6 rồi thì việc mà Asta không không phải là tiêu điểm, Moze là tiêu điểm nhiều hơn. Còn Luka thì cái kiểu chơi của Luka thì nó lại không quá DOT mà nó gần như là break á.
nó gần ở cái mức là các bạn dồn dump break nhiều hơn, không không phải super break nha, dồn dump break nhiều hơn. Cho nên là đây sẽ là một nhân vật sẽ phù hợp cho những đội hình dị, những đội hình dị Zero Cycle của các anh pháp sư á thì nhiều hơn là những đội hình mang tính chính thống. Lời khuyên của mình cho các bạn trong banner này là nếu như các bạn thích DOT thì ở đây. Còn nếu các bạn thích nhân vật mới với Faisal. Faisal khả năng chơi của Faisal hình như mình nhớ không nhầm là Faisal phù hợp rất tốt với DOT thì phải. Thì đây sẽ là một cái nhân vật ổn, đẹp ha. Nhưng mà nếu như các bạn chưa chơi DOT lần nào, chưa có nhân vật DOT mà các bạn muốn roll nhưng full DOT thì đây, chúng ta có 4 mình tùy ý các bạn lựa chọn, chúc may mắn. Tương tự như vậy thì banner vũ khí của kỳ 1 thì chúng ta sẽ có 4 cây trấn của 4 banner. Thì mình sẽ không có ý kiến gì về cây trấn của các nhân vật, là trấn là trấn mà. Bó là trấn bó, rất bó. Nhưng mà nó là trấn của các nhân vật thì không có nhiều gì để nói cả. Cái quan trọng mình nói nó sẽ là 4 cây nón ánh sáng 4 sao. Ở đây chúng ta có luận kiếm, chúng ta có mồ hôi và chúng ta có sự đạt được của tôi. Thì mình sẽ ưu tiên nhiều hơn cho việc roll down mồ hôi hơn. Bởi vì mồ hôi mình chưa mắc. Luận kiếm với sự ra đời của tôi là mình mắc rồi. Đây là 3 cây. Về sức mạnh của nó trong đội hình thì đây là 3 cây có sự quyết tâm. Một đó là trấn của Bella. Và gần như là nhét cho một con hư vô nào thì con hư vô đó tự động quay về support và chỉ cần đánh thường thôi. Khá là tốt. Luận kiếm mà sự ra đời của tôi dành cho Herta. Và Herta đang được chứng minh là một co cho kể chuyện hư cấu ha. Co cho kể chuyện. Luận kiếm thì đây là một cây khá là tốt cho bản thân những con coi như là 4 sao đi ha. Mình gọi là thất phu 4 sao thì luận kiếm mới là một trong những cái đồ cũng được, cũng ổn. Cho nên là đối với mình đánh giá thì đây là banner, nếu mà các bạn roll banner nón ánh sáng á thì không lỗ, không phế. Quan trọng là các bạn phải có nhân vật trước nha. Đó là sự kiện nhân vật phần 1. Phần 2. Với phần 2 thì chúng ta sẽ có hai nhân vật 5 sao. Một là Tobat và hai là Liên Sa. Thì Liên Sa là nhân vật trù phú hệ hỏa, nghe quen không? Đốt trùng vai trò với lại Galanger. Và đây được hứa hẹn sẽ là một mảnh ghép 5 sao cuối cùng cho đội hình tấn công kích phá của Firefly. Còn Tobat thì như chúng ta đã biết thì Tobat là một nhân vật thuộc đòn đánh theo sâu hệ hỏa. Săn bắn hệ hỏa nhưng mà đi đòn đánh theo sâu. Thì vấn đề của Tobat thật ra nằm ở chỗ là một mình cô ấy thì không đủ mạnh. Cô ấy phải cần gần như là full đội hình IBC để có thể thực hiện tối đa. Đội hình IBC sẽ bao gồm Aventurine nè, thầy Phấn nè, bản thân Tobat và một nhân vật support. Thì việc của Tobat bản, nếu mà các bạn có được hai nhân vật còn lại thì Tobat sẽ là một mảnh ghép khá là tốt. Nhưng mà nếu bạn chưa có ai thì Tobat lại là nhân vật khá là đuối. Bản thân Tobat sát thương nằm ở tầm trung, không quá cao. Cái lợi duy nhất là con Numbi để đi ra map thôi. Rồi, còn nhân vật Liên Sa là một nhân vật mà mình hứa hẹn mình sẽ roll nhé. Mình sẽ roll ở trong banner tiếp theo bởi vì đơn giản là mình đang thiếu, mình đang cần full đội hình Firefly. Mình không thấy Galanger cho lắm. Cho nên là với lại nữa Gu Liên Sa khá giống Gu mà của mình thì các bạn cũng biết Gu ai đó. Rồi, về nhân vật 4 sao chúng ta sẽ có Misa, Natasha và Gunaifen. Natasha thì đuối rồi. Ở thời điểm bây giờ là nó là một nhân vật trù phú khá đuối. Nhưng mà nếu các bạn chưa có thì cũng được thôi ha. Gunaifen, một mảnh ghép cho đội hình DOT khá tốt trong những kỳ kể chuyện gần đây.
bởi vì cái lượng hỏa mà cô ta cung cấp cũng khá là nhiều. Và thậm chí trong những đội hình tấn công kích phá nó hơi thiên về hỏa thì Wonderfan vẫn đang chứng tỏ là mình nhân vật khá là ổn. Còn Misa thì là một co cho đội hình ba hòa hợp thì nó cũng không đúng rồi, nó cũng giống như là ở banner đầu banner phase 1 chúng ta có Luca thì banner phase 2 chúng ta có Misa vậy. Thì nó cần những đội hình, nó nằm trong những cái đội hình mà nó hơi không phổ thông một xíu và nó cần E6 nhá. Cho nên là bạn nào thích Misa thì có thể roll ha. Nhưng chủ yếu là chúng ta đang quan tâm tới hai nhân vật mới, là nhân vật mới là Linsa nhiều hơn. Thì đánh giá theo như đánh giá của mình ở phase đầu tiên và phase thứ hai thì những bạn như mình nói hồi nãy, những bạn nào thích DOT phase 1, bạn nào thích tấn công kích phá phase 2 với Linsa. Còn những bạn mới thì mình sẽ khuyên là các bạn nên roll phase 1 nhiều hơn với nhân vật mới là phi sao, bởi vì cô ấy là săn bắn hệ phòng cho nên chắc chắn của người cô đạp nên chắc là cô đạp. Tobias thì hơi cực. Tobias thì sẽ dành cho những bạn nào đang cần ram map, nhưng mà thực tế là map của Hoan Casarel thì nó hơi nhỏ, không cần thiết, không cần quá nhiều, cho nên là các bạn không tốn quá nhiều thời gian đâu, nhưng mà có con heo cũng được, cũng tốt ha. Còn tôi thì tôi sẽ roll cô ấy bởi vì đó những lý do như mình kể trên. Vâng, cô ấy thế là Galanger nè, cô ấy là chủ phú hệ hỏa nè, cô ấy hơi giống một nhân hơi ngoại hình nhá, hơi giống một nhân vật nào đó cũng đỏ cũng nói từ đó thôi ha vị ha. Rồi, và đó là những nhận định của mình về banner của 2.5. thì nếu các bạn thích hãy nhấn like, subscribe cho kênh cũng như ủng hộ bằng cách nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất sớm nhất ha. Và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy bấm vào đường link của Weibo Game ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình ha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.